Xin kính chào quý vị, vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi, chương trình Việt View sức khỏe tâm lý gia đình và cộng đồng. Hôm nay quý vị rất là vui là có ba chị hôm nay là có tôi rồi bác sĩ Xuyến và chị Đào đỡ câu đơn đỡ đã nói. Nhưng chúng tôi hơi giỡn giỡn quý vị cũng thông cảm. Thì hồi nãy Phi đã có nhắc về cái khóa 11 của hội đã sắp tổ chức vào tháng giêng năm sau, thì xin một lần nữa nhắc lại cho quý vị biết để quý vị chúng ta mau chóng ghi xuống hoặc là chụp hình cái TV cái ngày khai giảng rồi cái hạn chót để ghi danh, và cái quan trọng là cái trang này là cái số điện thoại và cái email và liên lạc với chị hội trưởng là chị Anh Đào. Thì xin quý vị chúng ta có nhu cầu cần học về hiểu thêm về tâm bệnh để chúng ta để giúp đỡ cho chúng ta chăm sóc người thân, thì chúng quý vị xin gọi ngay để ghi danh. Điều kiện rất là đơn giản thôi, quý vị nào đang lo cho một người thân mình đang có bệnh, nhiều khi đã khám bệnh rồi hoặc là chưa khám bệnh cũng không sao hết, mà mình đang chăm sóc cho họ mà mình vẫn còn không có hiểu nhiều về vấn đề tâm bệnh, xin quý vị gọi để ghi danh. Điều kiện chỉ đơn giản như vậy thôi. Và quý vị có thể đang lo cho một em nhỏ hoặc là một người lớn tuổi cũng không sao hết, chúng tôi sẽ cố gắng có đầy đủ tin tức cho mọi lứa tuổi để mọi người có đầy đủ tin tức cho các em, lo cho các em nhỏ, bệnh của các em nhỏ cũng như là các người lớn và người lớn tuổi, để chúng ta hiểu gọi là rộng, thật là rộng về tâm bệnh. Nó ảnh hưởng tới mọi người, phải không bác sĩ? Từ gọi là các em đến cả người lớn tuổi cũng không thoát được. Mọi thành phần. Dạ, mọi thành phần. Cho nên là quý vị đang lo cho ai thì đều có thể ghi danh được. Mà nếu mà quý vị nào không chắc thì xin gọi để mà hỏi, chúng tôi sẽ giúp cho quý vị rõ hơn về cái vai trò của mình. Và đặc biệt là lớp miễn phí, quý vị không có tốn gì hết, chỉ đến bỏ thời gian đến 14 tuần với chúng tôi thôi, mỗi thứ bảy đến buổi sáng học hỏi với nhau miễn phí, và quý vị được những tài liệu miễn phí và được nghe từ những người chuyên khoa, những người chuyên gia chia sẻ cùng miễn phí, chỉ cần quý vị bỏ thời gian đến với chúng tôi mà thôi. Và những chia sẻ ở trong cái buổi học là hoàn toàn bảo mật. Dạ. Chắc bây giờ mình đọc một số cái chia sẻ của những quý vị đã từng đến học và họ chia sẻ như thế nào ha. Giờ mình đọc phía bên này xong rồi phờ qua bên đó ha. Rồi. Thì cái quý vị này trước khóa học á thì có chia sẻ như thế này, tức là trước chưa có bắt đầu học, mới vào á, chưa có học gì cả, thì quý vị này viết là cái mong ước là muốn hiểu về tâm bệnh và làm sao chăm sóc người thân có tâm bệnh được hữu hiệu. Và sau khi khóa học đó thì quý vị này viết như thế này: hội làm rất tốt, bản thân tôi rất cảm ơn và sự tổ chức lớp học có quy củ, tài liệu bao quát, những điều tôi cần biết, những kỹ năng và cái tâm tính kiên nhẫn để giúp đỡ người thân và lo lắng cho bản thân mình. Thành thật cảm ơn các bác sĩ và các quý vị trong ban điều hành hội. Rồi có một quý vị khác, trước lớp học, trước khi vào học thì có viết là tôi ước mong có dịp tìm hiểu về tâm bệnh và những cách ứng phó. Và sau lớp học thì quý vị đã viết như thế này: rất vui đã có được những điều cần biết và sự an tâm. Một trong những cái quan trọng của quý vị mà đến những cái lớp học này đi về là với sự an tâm. Tại vì khi mà mình săn sóc người có tâm bệnh, mình không biết nó đang làm sao như thế nào. Mình ngủ cũng không yên, mà mình sống cái cuộc sống riêng của mình cũng không an tâm để làm việc đó. Lúc nào cũng bất an hết. Thì đây viết là rất vui đã có được những điều cần biết và sự an tâm vì có những người cùng hoàn cảnh để trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ. Dạ, cảm ơn chị bác sĩ Xuyến. Và bây giờ chị Đào sẽ đọc một cái này, nó hơi dài nhưng mà đây là một cái những cái lời tâm tình của một người học viên mà không đến ngày bế giảng được, nhưng mà cũng cho chúng tôi biết cái cảm nghĩ của chị về cái lớp học. Mời chị Đào. Dạ. Là một người chăm sóc, mỗi ngày tôi phải đối diện với biết bao điều vừa ý và những tình huống mà tôi không biết phải cư xử thế nào để không làm buồn lòng người thân của mình. Đó là một câu nói của một người học viên. Tôi đã học hỏi được rất nhiều trong 14 tuần lễ qua. Đồng thời tôi cũng nhận thức được rằng những nỗ lực tận tâm để chăm sóc sức khỏe người thân thì tôi cũng đừng hủy hoại sức khỏe của mình, đừng chạy nhanh hơn sức mình. Tôi cần chấp nhận một cách vui vẻ những gì không thể thay đổi được từ người thân đang bị tâm thần. Nếu tôi có thể hoặc không thể làm được điều gì, bất cứ điều gì khác, tôi sẽ dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, trông cậy vào Ngài và vẫn tiếp tục chăm sóc người thân của mình với tình yêu thương. Lần nữa, tôi thành thật cảm ơn hội rất nhiều. Hôm nay, khóa học đã hoàn tất. Tôi muốn xin đóng góp và đồng hành với hội trong những công việc cao quý này. Cảm ơn chị. Chị đọc hay quá. Chắc mong phải cho chị đọc thơ, đọc bài. Dạ, có...
có chất thơ lắm á. Dạ. Thì đó là một cái tâm tình của một người đến với hội 14 tuần và những cái lời chia sẻ rất là tâm tình. Thì bây giờ Peter cũng xin đọc hai cái lời chia sẻ của hai vị. Thì đầu tiên là trước khóa học thì cái vị này nói như vậy: tôi muốn học để biết cách chăm sóc con tôi bị bệnh và biết cách tự lo cho chính mình. Và cái đó cũng rất quan trọng, tại vì nhiều khi mình cứ lo cho người thân mà mình không biết lo cho mình sao hết. Và như hồi nãy bác sĩ Xuyên có nói, mà mình không lo cho mình á, nguy cơ mình bị bệnh tăng tới 6 lần lận, chứ không phải là ít. Và sau khóa học, người này cho biết là xin hội cho chúng tôi nếu gặp khó khăn trong việc chăm sóc cho con tôi được trở lại để tìm hiểu thêm về tâm bệnh, hầu lo cho con tôi được tốt hơn, để xã hội được tốt hơn trong tương lai cho lo cho người tâm bệnh. Thì quý vị này gọi là nhắc chúng tôi biết là nếu mà trong tương lai mà muốn học lại thì xin phép được đến tiếp tục. Thì hồi nãy chị anh Đào có nói quý vị cứ gọi đã học khóa trước, xin cứ gọi, chúng tôi sẽ bỏ quý vị trên cái danh sách chờ đợi, và nếu mà lớp có chỗ sẽ mời quý vị đến lại để cùng học thêm những cái về tâm bệnh. Và quý vị này nói là chiếc khóa học mong ước của tôi là muốn giúp cho người thân của tôi được sớm bình phục, và sau khóa học tôi hy vọng vẫn tiếp tục duy trì hội này và quảng bá rộng rãi thêm để cho có nhiều người biết để học hỏi và về giúp người thân có tâm bệnh. Thì đây cũng là cái mong ước của hội, là hy vọng là quý vị tiếp tục cũng kêu là nói về hội cho những người khác biết, bạn bè của chúng ta, người thân của chúng ta. Chắc chắn là mình sẽ có những người thân, những người đang chăm sóc những người khác có bệnh. Nhiều khi họ chưa biết đến hội này là ai hết, là ở đâu hết. Nhiều khi quý vị nói dùm, quảng bá dùm để cho họ biết. Quý vị đưa cho họ số phone của chị Anh Đào, số phone để ghi danh, để họ gọi để mà họ liên lạc để mà ghi danh. Đó, thì nhờ cách đó thì chắc chắn hội sẽ tiếp tục mà lúc nào cũng gọi là kéo dài. Nhưng mình đưa lại số phone ghi danh. Dạ. Thì màn ảnh quý vị xin phép ghi xuống lại cái số phone là 949-436-9355, 949-436-9355, tâmbệnh2017@gmail.com. Quý vị gọi mà không có, chúng tôi không trả lời điện thoại ngay, xin quý vị cứ vui lòng để lại tin nhắn, lời nhắn với tên và số điện thoại. Chúng tôi sẽ liên lạc lại quý vị trong thời gian sớm nhất. Và hạn chót để ghi danh là Chủ nhật 17 tháng 12, 2017. Mặc dù lớp khóa này sẽ có thêm nhiều chỗ để phục vụ cho quý vị, nhưng mà nhiều khi sẽ hết chỗ cũng rất nhanh. Cho nên quý vị đừng có chần chừ. Chúng ta gọi sớm để có chỗ trước là chắc ăn nhất. Quý vị nhớ gọi sớm để ghi danh. Chúng ta tuy còn 2 tháng đó, nhưng mà thời gian qua rất là nhanh. Mình trong tháng 10 rồi, tóm tắt là nhiều khi là tí xíu thôi là hết năm bây giờ. Chúng ta cứ bảo rằng thời giờ ra qua rất nhanh và đừng đợi chờ nữa. Hãy đi và bước ra và cố gắng vì người thân chúng ta. Chúng ta làm cái gì cũng được cả quý vị ạ. Vì chúng ta lúc nào cũng có một nhóm nắm tay nhau và cùng bước. Đừng sợ hãi. Dạ. Thì quý vị đọc cái hồi nãy chúng tôi dùng cái này là cái hậu trắc nghiệm và tiền trắc nghiệm, là chúng tôi muốn hiểu cái gọi là cái nhận xét và cái hiểu biết của những người học viên trước khi học và sau khi học. Thì quý vị chúng tôi mới chia sẻ cho quý vị những cái tâm tình của họ. Và kế tiếp chúng tôi muốn mình nói chuyện một chút xíu về những cái câu hỏi mà bác sĩ Xuyên là người làm ra những câu hỏi này, và cũng hơi chọc quý vị chút xíu là có nhiều câu trả lời cũng hơi cố ý, và có câu trả lời đúng, có nhiều câu trả lời là dựa theo những cái mình không cho biết trước, tại vì đến là phải đến lớp học, đến hai lớp học. Dạ. Đấy, nhưng mà chẳng hạn như chúng tôi cũng giúp cho quý vị đo lường được là sau khi mình học xong thì mình đã được cái kiến thức của mình được mở mang như thế nào. Bây giờ chắc là dạ, thì chắc bây giờ xin phép quý vị chúng tôi sẽ dời máy chút xíu để quảng cáo rồi sẽ quay lại với quý vị sau.